Trong cuộc sống ai mà chẳng mắc phải lỗi lầm, có những lỗi lầm có thể sửa chữa nhưng cũng có những điều trải qua chẳng thể sửa chữa được. Dẫu cho ta ân hận nuối tiếc, tôi đã từng mắc sai lầm mà cho đến nay tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình được. Đó là việc tôi đã gây nên cái chết của vợ tôi. Nếu các bạn đã và đang có những hành động như tôi ngày đó, hãy sửa sai ngay khi còn có thể, bởi bây giờ tôi có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tôi là Trương Sinh, sinh ra trong một gia đình hào phú, nước tiếng, giàu có trong vùng. Cha tôi mất sớm nên từ nhỏ đã sống với mẹ. Vì tôi từ nhỏ được nuông chiều nên chỉ biết ăn chơi leo lỏng, không lo học hành. Trong làng tôi có một cô gái xinh đẹp, thùy mị và nết na, tên là Vũ Thị Thiết. Thấy nàng vừa xinh đẹp vừa hiền lành nên tôi thầm ý để ý thương nàng. Sau đó tôi xin mẹ 100 lạng vàng để hỏi cưới. Tôi đã không trân trọng nàng khi tôi dùng tiền để hỏi cưới cô ấy mà không hề quan tâm xem cô ấy có yêu mình hay không. Nhưng vợ tôi quả là một người phụ nữ hoàn toàn. Cưới nàng về, tôi và mẹ được chăm sóc chu đáo, cơm nước nhà cửa lúc nào cũng tinh tươm. Ấy vậy mà tôi chẳng những không biết hạnh phúc với hiện tại mà còn đi ghen tuông với vợ. Tôi không muốn một người đàn ông nào bén mảng đến vợ mình. Hình như nàng cũng biết tính tôi đang nghi hay ghen nên nàng luôn giữ nhìn khuôn phép, không để vợ chồng dẫn đến thất hòa. Thế rồi cũng vài năm trôi qua, Vũ Nương và tôi đón tin vui đầu tiên, đó là gia đình sắp có thêm một thành viên mới. Tôi sung sướng lắm, hạnh phúc chưa được bao lâu thì chiến tranh lại ập đến, tôi bắt buộc phải đi lính. Lúc ấy tôi đành phải để lại mẹ già và vợ con đang có mang để đi ra chiến trường. Tôi thấy ân hận vô cùng, giá mà ngày xưa tôi chăm chỉ học hành thì bây giờ tôi đã làm được trách nhiệm của một người con. Ngày ra trận mẹ tôi đã hết lòng dặn dò tôi, còn vợ tôi đã nói những lời từ biệt vô cùng xúc động. Chàng ra đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong chàng được đeo được ống phân hầu mà áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo hai chữ bình yên thế là đủ. Nghe những lời tâm sự của nàng, tôi cảm động vô cùng. Nhìn nàng bụng mẹ mang dạ chữa những giọt nước mắt đã rơi trên hàng mi của tôi. Theo đàn người ra trận, thỉnh thoảng tôi ngoái đầu về quê, nhìn về quê hương, thế nhưng chỉ thấy khói bụi mù trời. Trong những ngày ở chiến trường, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Tôi mới chân quý biết bao những ngày sống bên cạnh gia đình. Có những lúc tôi muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến mẹ già và trẻ con thơ, lại tôi lại cố gắng mong chờ ngày chiến trường trở về. Thời gian thấm thoát đã 3 năm, giặc giả đã bị dẹp yên. Tôi khăn gói trở về quê cũ, nhưng khi tôi vừa về đến nhà đã hay tin mẹ mất. Vũ Nương đã sinh được con trai và đặt tên là Trương Đạn. Tôi đau buồn không xiết, liền ra mộ của mẹ ngay. Nhưng vì không biết đường tôi để con trai, tôi chỉ đường để cùng đi ra đó. Đến nơi chẳng hiểu sao thằng bé cứ khóc, tôi mới dỗ dành con: "Nín đi con, đừng khóc nữa, cha về bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi." Vừa nói xong nó đã hỏi lại tôi: "Ô hay, thế ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thiên thiết." Tôi ngạc nhiên lắm, vợ tôi có người nào khác ngoài tôi ư? Nàng ta lại dám không chung thủy với chồng mình ư? Tôi gần hỏi con và biết được rằng có một người đàn ông đêm nào cũng đến. Vợ tôi ngồi cũng ngồi, vợ tôi cũng đứng, đứng cũng đứng, nhưng cũng chưa bao giờ người đàn ông đó bế con tôi cả. Mối ghen tuông vốn có của tôi trỗi dậy, tôi liền về nhà quát tháo ầm ĩ. Vợ tôi khóc bảo rằng: "Thiếp cũng con nhà kẻ nghèo khó, may được nương tựa nhà giàu, vợ chồng xưa họ chưa thả tình chăn gối, chia phôi vì đồng biệt lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiếc. Tôi son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngọ liễu từng hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nết như thân như lời chàng nói. Dám xin chàng cho thiếp được bày tỏ cỡ mối nghi ngờ, mong chàng đừng ghi an cho thiếp." Nhưng lúc đó tôi đâu có mảy may suy nghĩ đến đúng sai. Nàng lại nói tiếp: "Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất, nay đã bình rơi chăm gãy, mây tạnh mưa tan, thiên lũ trong ao liễu tàn chiếc gió, khóc tiếc bông hoa rụng cuốn, kêu sơn cánh con én lì đàn, nước thẳm buồn xa đâu còn có thể lại lên núi vọng thu kia nữa. Chứ những lời minh oan đau đớn hận khiết ấy, tôi lại những tâm đuổi nàng đi mà không phân rõ đúng sai, tìm hiểu ngọn ngành, tôi trách mình khi ấy đã quá đa nghi, vội vàng để rồi vợ của tôi phải tìm đến cái chết. Tôi không bao giờ quên những lời mà nàng nói trước khi chẩm mình xuống sông: kẻ bạc mệnh này duyên phận ấm hiu, chồng con rẫy bỏ, chiều đau bay buồn, tiếc chị nhút nhơ, thần sông có linh sinh ngày chứng giám. Tiếp nữa đang trang nhựa tiếc trên bạch ghiền lòng, xin vào nước làm ngọc mỹ nương xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ.
Diều bằng lòng cho vợ cá lừa chồng với con, dứa xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Và tôi đã phải chọn cách đau đớn nhất là tìm đến cái chết. Chỉ có cái chết mới có thể chứng minh cho sự trong sạch của nàng. Sau này khi tôi bé con thấy cái bóng ở trên tường, con tôi mới chỉ và bảo cha đẻng lại lính kia kìa. Hóa ra người tình vợ tôi là cái bóng, và tôi muốn dỗ dành con bớt đi sự cô đơn nên mới bảo đấy là cha đứa bé. Mà tôi lại không hề biết, lại đi trách mắng, lăng mạ, sỉ nhục và đuổi vợ con đi, khiến cho vợ tôi phải chết, chết trong sự oan ức. Tôi đau lòng và dằn vặt bản thân mỗi khi nhớ lại chuyện này. Mãi sau, vợ tôi được tin phi người cùng làng với cô ấy giải oan cho. Tôi thấy bóng hình vợ hiện về bảo, kiếp không thể trở về bên chàng được và con được nữa. Đó là câu nói khiến tôi ám ảnh và đau lòng nhất. Ngày tháng cứ trôi qua chậm rãi, tôi ân hận vì đánh mất người vợ, hiền cứ day dứt trong lòng tôi cho tới một hôm. Có người tự xưng là Phan Lan tới tìm gặp tôi lạ lùng bởi tôi không hề biết người này. Thế nhưng, người tên Phan Lan ấy đem đến cho tôi một tin còn đáng giật mình hơn nữa, và rùa tôi còn sống. Ban đầu tôi không tin, chỉ coi đó là trò đùa của anh ta. Thế nhưng anh ta đưa chiếc thoa vàng rồi kể câu chuyện lưu lạc giữa thị cung và vua Nam Hải, gặp lại vợ tôi cùng nàng hàn huyên, rồi được nhờ là đưa cho tôi chiếc thoa này. Bây giờ tôi mới tin là sự thật. Phan Lan còn dặn rằng vũ nương muốn nhờ tôi lập một đàn nhã oan ở bến Hàn Giang, nơi vợ tôi đem gieo mình xuống thì nàng sẽ trở về. Tôi vô cùng kinh sợ, bán tín bán nghi. Thế nhưng nếu vũ nương vợ tôi trở về thì thế nào tôi cũng bằng lòng. Vậy là tôi bèn theo lời nàng lập một đàn tràng ở bến Hàn Giang 3 ngày để đêm ròng rã. Vậy nhưng vẫn chưa thấy vũ nương xuất hiện. Đến ngày thứ tư, lúc tôi tưởng chừng hy vọng đã dần cạn kiệt thì quả nhiên thấy một chiếc kiệu hoa rực rỡ xuất hiện giữa dòng sông, dòng nước mênh mông. Theo sau kiệu lớn là lớn hơn 50 chiếc xưa, với cờ tàn tán lộng. Cả một khúc sông bỗng rực rỡ chói lá hiền ảo. Rồi từ trong kiệu hoa, vũ nương bước ra, mặc trên mình bộ y phục lấp lánh. Tôi hoa mắt chờ đợi, khi xưa nàng đã vô cùng xinh đẹp, khác lên bộ y phục này thì càng xinh đẹp hơn gấp bội phần. Thế nhưng khi tôi vội vàng cất tiếng gọi thì nàng không từ từ lại tiến lại bờ, mà chỉ đứng giữa dòng sông và nói vọng vào với tôi: đa tạ chàng đã đa tạ tàng đã giúp thiếp thực hiện được nguyện ước của mình. Nhưng nay mây tạnh tan gió lạnh, thiếp đã thề ngừng lại ở cõi cùng sống chết để cảm tạ ơn nghĩa của Đức Linh Phi. Thiếp chẳng thể trở về nhân gian sum họp cùng chàng được nữa, mong chàng hãy nuôi nấng chăm sóc bé đảng nên người. Vậy là thiếp mãn nguyện rồi, thiếp đa tạ chàng. Hôm nay tôi kể câu chuyện của mình, mong các bạn hãy biết trân trọng tình cảm gia đình của mình. Đã lấy nhau thì nên tin tưởng vào nhau, đừng ghen tuông, nghi kỵ rồi ân hận như tôi suốt đời.